Lỡ thời độc xin thượng đế xóa bỏ được không? Thể gì dữ vậy? Đừng có yêu đương là thể nhau, tại vì nó yêu đương thể nhau á, cái nó dính cái lời thề á, cái nhiều lúc cái người yêu của mình lúc đó già 80 tuổi, mình phải đầu thai thành cháu ngoại bả nữa để cho bả ôm ấp hung hết á. Mấy cái đó là chuyện bình thường lắm, cho nên người mà không phải đạo Phật đó, những người như nước ngoài bên công giáo họ không hiểu mấy chuyện đó, mấy chuyện nói đó với mình là rất là bình thường, thì biết nhiều sự vụ vậy lắm. Cho nên yêu đương lúc nào tính lúc đó, không có chuyện mà thề. Phật ra đời, đúng, Phật ra đời. Đó, Kiệt nói cái ý chính của cái kênh này đó là Kiệt nói Phật ra đời, mọi người biết nhân quả, mau tu tập. Đó, kênh chính của Kiệt. Chứ kênh chính này không có chạy theo bầu cử nữa nghe. Mà Kiệt biết ông Trump sẽ quay lại, sẽ đại thắng. Còn thắng kiểu nào, bao lâu đó, đó là đừng hỏi Kiệt nữa. Mấy gì cũng không có nói nữa. Ngày hôm qua Kiệt thương có nhiều người nhắn tin quá. Cái Kiệt lên núi Kiệt hỏi chừng nào. Mấy gì nói còn phải chờ nhất 6 tháng còn nóng quá gì. Thì còn bị la nữa đó. Ngưng chuyện ông Trump bầu cử, mình không nói ngưng, mình vẫn tiếp tục khấn mỗi một cái xích na, mỗi giây mỗi khắc á. Nếu mình khấn nhiều cho ổng, mình thương ổng, mình vẫn tiếp tục khấn, nhưng mà mình đừng có chạy theo mấy cái tin tức của cái đám nghịch thiên á, mình bực thêm. Mình vẫn khấn cho ổng thì nó lẹ hơn, cái đường quay về của ổng nó đi lẹ hơn, cái hợp lòng dân của nước Mỹ á, nó lẹ hơn. Cái tụi Black Mirror á, bữa nay nó đập phá ông bảy quá trời luôn rồi kìa, ngày mai mình đâu có biết được. FBI nó chở mặt nó qua, nó còng ông bảy đi vô tù làm sao. chuyện đời lẹ lắm. Cũng như mình nghĩ lại, mình đâu có thể bị Covid mình nằm nhà cả năm, mình cũng đâu có thể nghĩ là một nước đại cường quốc Trung Quốc giàu có gấp sắp chiếm toàn toàn cầu hôm nay sắp bị chết đói đâu. Mình đâu có biết chuyện đó, mình đâu có biết một nước nhỏ xíu như Đài Loan vậy hôm nay thành ra anh hùng dữ gì đâu. Hả? Còn có anh kia chỉ mong thay đổi tổng thống, cái đó là nghĩ anh còn hơi chạy theo đời hơi nhiều. Tại mình thương ổng thì mình cũng mong vậy đúng, nhưng mà mình cứ nghĩ cơ vận á, nó không có thể xảy ra trong tích tắc, trong một giây một khắc được. Nó tất cả mọi thứ á, nó phải đi đồng bộ và nó đủ duyên. Thì muốn có đủ duyên á thì mình phải chờ thôi à. Đủ duyên cũng giống như làm cái bẫy, chờ con chuột nó tới thì phải có cái bẫy đặt ở đó, chuột nó tới thì nó mới sập bẫy. Vậy đại khái là nó bị bắt rồi mình mới mang nó ra nhà mình thả nó. Thì trên cơ vận cũng vậy, đâu phải nói muốn một tổng thống mới cái ngày mai biến cái rầm FBI cộng đó vô tù rồi cái đưa ông Trump trở lại, nó phải qua tòa rồi phải qua quốc hội xử ông kia đồ này nọ, nó có nhiều diễn biến. Cái đó là cái duyên nó đi vòng vòng vậy đó. Mai Quỳnh chỉ mong kiếp sau theo anh Kiệt đi tu. Trời ơi, kiếp này á, hồi cách đây gần bao nhiêu năm, 5 7 năm trước, lúc đó Kiệt xây cái chùa ở dưới Fremont năm 2008, cái Kiệt quỳ với tượng Phật, Kiệt xin tại lúc đó Kiệt canh đứa thằng con Kiệt đúng 18 Kiệt tuổi, Kiệt đi tu là năm 2015 á, không mình cho con xin đi tu. Kiệt chỉ để trong băng đúng khoảng 1 triệu thôi, còn đồng hồ Rolex hay vàng gì Kiệt cho hết cúng dường hết. Lúc đó Kiệt có khoảng 500 600 cái miếng vàng thì cũng cho cúng dường thầy đủ rồi thầy hết. Cái mình cứ nghĩ như vậy, nhưng mà chuyện đời nó không có như vậy. Sao lúc đó mấy vị trên gõ đầu cốc 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 cốc, nó không phải như vậy. Con muốn đi tu phải chưa đâu, khi nào con làm xong nhiệm vụ thế gian đi rồi con sẽ được tội nguyện. Trên nói như vậy thì từ đó đó Kiệt mới gặp
mới gặp trên á, mới đem đem công chúa Long Cung là bà này nè, hiện giờ tiểu đầu mới sanh ra hai đứa nhỏ, thì từ đó để cho cái gì nói trong trong tương lai á, để tiếp tục, chứ một đời người nó cũng ngắn lắm, cho nên chuyện đời nhiều lúc mình muốn không có được, mà kia rất là thích đi đâu thời rồi bây giờ hoặc là cuối đời thôi, để cho mình gieo cái duyên cho kiếp sau, chứ còn cứ lăn lộn hơn thua. Và thì có lời nguyện lớn là khi cái thế giới này á mà còn mãi sự bất công á, thì sẽ không có thành Phật, thì sẽ ở trên sẽ sắp xếp kỳ xuống để làm một cái gì đó, thì cho nên kỳ khó thành Phật lắm. Thì kỳ có cái nguyện đó, thế giới này còn bất công thì không có thành Phật, quý vị gắng tu thành Phật rồi về chển nó ngồi chờ kịp, lâu lâu xuống thăm, thấy kiệt bị nạn á cái thả cái tay cái vậy đó. Bây giờ là những người nào đang comment thành Phật xong lên trên trời á, rồi cái những kiếp sau xuống đây thấy kỳ gặp nạn vậy đó, giống như bị đám tà nó hiếp đó, thả cái tay vớt một cái rồi kiệt vui rồi. Chứ nước Việt còn đang khổ, còn đang dân còn khổ quá, khi nào nước Việt không còn đi làm cô dâu xứ người, hay không còn làm lao động xứ người, mọi nhà mọi người đều có thẻ bảo hiểm đi nhà thương không có tốn tiền, cơm no lắm, lúc đó chuyện mới vui. Năm 21 về Việt Nam mình vét được chưa anh Kiệt? Được rồi đó, tại mấy công ty nó qua bển, nhưng mà nó qua bển á mấy ông nổi trên nó cứ ăn ăn xớt với đòi đòi này đòi kia không, cho nên nói người Mỹ người ta cho cái đó là sự bức xúc, người ta không phải người ta sợ tốn tiền mà người ta thấy nó không có hợp lý, khi nợ trên bớt ăn. Anh Kiệt có từng làm vua Việt Nam chưa? Cái đó Kiệt không không dám nói tại đụng chạm, nhưng mà ở trên đó, Kiệt có một cái tên gì, Jamal gì, tên dài lắm mà của người chim thành xưa, mấy vị có nói Kiệt rất là nhiều tiền kiếp, có một kiếp là Kiệt là tổ tiên của người chim thành, rồi cũng là ở hồi bên Tào mấy nghìn năm trước mà thời Diệt Chủ Dương đó, là cũng cái đó nhiều lắm mà nói ra nó không có hết được. Rồi có lúc Kiệt đi bên Mông Cổ, đi làm gì bên Mông Cổ hay đi bành trướng đất đai cũng dám nói tên, có kiếp Kiệt làm tốt, có kiếp Kiệt làm xấu, ở trên nói vậy. Kiếp này không biết làm gì, kiếp này làm nhà thầu điện tử kiếm chút tiền để xây cái núi thôi, thế này làm chuyện nho nhỏ chứ kiếp này không có làm chuyện lớn. Hôm nay năm mấy tuổi thì cũng còn ngồi đây nói chuyện chứ, thì cũng mong nước mình thay đổi để mà mang công ty về để cho dân có cuộc sống no cơm no áo ấm. Nhiều người comment đây hỏi vô duyên lắm, hỏi đời thượng quân cần gì phải đi làm, ủa không đi làm sao dân cơm no ấm được, nói trong kinh nói là có đền gì mỏ vàng mỏ ngọc cái đó là quá sức tham, tham mà thành cái tưởng tượng tham, kỳ không có tham kiểu đó, kỳ thực tế của kỳ có kỳ cho ra, kỳ đâu có tham. Nhiều người lên nói sau này lập đời thương quân ai ai cũng giàu hết, đền vàng mỏ ngọc nhé, cái đó là thấy mới tin, kỳ không phải là không tin nha, mô Phật cái đó kiệt chỉ để ghi nhận thôi, còn kiệt là người thực tế, mình mang công ty điện tử vô cái thời đại văn minh ở trên nói sau này á, tụi UFO những người hành tinh khác á, sẽ tiếp xúc với mình, những cái đứa nhỏ trong tương lai á, nó sẽ rất là thông minh rất là giỏi, rồi con người của mình á, sẽ không còn chiến tranh, không còn ranh giới hận thù, nhà có thể không đóng cửa, tại vì người lúc đó là người ta sống siêu lắm, đầu óc người ta văn minh lắm,
Còn bây giờ mình u mê u tối với mình hung dữ là vì mình sống chung với ngạ quỷ súc sanh nhiều quá, gọi là ngũ thú đồng cư địa trong cái thời mạt pháp này. Sau này á, 1 2 năm sau, tất cả những người đó sẽ bị thanh lọc ra hết, thì mình có thể cả tỷ tỷ người mà người nào cũng có lòng tự trọng, lòng tốt á, thì người ta không có giành giật danh lợi với nhau, quyền tiền tài. Còn bây giờ quý vị bỏ thử chừng 4 5 người chung một nhà mà người nào cũng lòng tham không đáy, họ giết nhau liền á. Chứ còn mình bỏ cả triệu người mà người nào cũng lòng tốt, người ta không có gây lộn, người ta sống chung nhau được. Ây là Phật, thôi 5 phút nữa thì Kiệt xin tạm biệt. Hôm nay Kiệt nói tới đây, thì mong quý vị đừng có nóng ruột chuyện ông Trump nữa, phải chờ ít nhất 6 tháng, đó là ở trên mới cho Kiệt biết. Tổng kết lại, cái kênh của Kiệt không phải là cái kênh chạy theo chánh, không phải chạy theo dân chủ cộng hòa ông Trump với bên đen nữa, là chỉ bên ông Trump là vì cái sắc phàm việc lớn lên ở Mỹ từ nhỏ, việc thương ổng và muốn làm tổng thống. Chứ còn ở trên tính đó là nhiệm vụ thứ hai của ổng là phải làm cho nước Mỹ đoàn kết. Kiệt nói Phật ra đời, rồi Kiệt nói những cái ác trên thế giới sẽ ra đi trong thời gian rất là ngắn. Trung Quốc sẽ có nhiều chuyện lớn, Đài Loan độc lập, đại khái những cái chuyện lớn á, thì Kiệt nói là cái hướng. Còn chi tiết mà xảy ra đó thì những anh ngoài kia đó, những người mà nghiên cứu về kinh điển hay là trong đạo cao á, người ta biết, người ta hiểu ý Kiệt hơn. Còn mấy comment mà mấy đứa nhỏ nhỏ mười mấy 20 tuổi lên đây, nó chỉ chụp theo từ chữ từ câu rồi nó bắt lỗi á. Cái chuyện đó thì mấy cháu cũng phải tập tánh nhẫn nại một chút nha mấy cháu, đừng có hung dữ quá rồi thành ra cái thói quen của mình đó, rồi cái về nhà hung dữ với cha mẹ là bất hiếu rồi. Chết đó, hung dữ với bác là được, chửi bác như bác cũng chịu hết, đừng có chửi cha mẹ bác mấy cháu đó, tội đó. Nhưng mà bác chỉ mong hy vọng mấy cháu giữ lòng tin, có nhân quả, có trời Phật, như là Phật. Thôi xin kính chào quý vị. Có gì hẹn gặp lại. Ok, là Phật, xin chào.